giờ đang là chạy thử cái bóng 20W. Đây là bóng 20W. Đấy, bóng 20W, 12V 20W. Đây. Đấy. Đấy. Chỉ cần một cái vòi nước như thế này. Nếu mà các bạn ở trên nương lên trên dãy thì làm điện thoại thì mua cái bóng 5W thì được 4 bóng. Đấy. Mua 8W thì được 3 bóng. Đấy. Đây. Đang chạy đấy. Mà cái máy bơm cái này nhỏ tí. Rồi này là không chuyển than nhé, không có chuyển than gì hết cả. Nên là nó rất là bền. Những chạy chuyển than thường nói đây là mỗi cái vỏ nước này ống Q21. Đây nước đang chảy đấy, nước tí tí. Đấy. Đây là con này nào. Đấy nước tí tí. Đây bóng này là bóng. À, bóng 12V 20W. Đấy, nó sáng trắng như này đấy. Đấy, sáng trắng đấy. Đây là sử dụng gia đình ok luôn. Đây, nhiệt độ sáng thoải mái luôn. Dùng gia đình này để dụ làm trên nương trên dãy này, hay có nguồn nước là cứ thắp sáng là 2-3 cái bóng thắp sáng là được. Đấy, cái vòi nước này. Mình còn có loại nhỏ hơn. Mà nhỏ hơn thì công suất nhỏ hơn một chút xíu nhưng mà chạy tốt. Đấy. Ai có nhu cầu thì đến nhà mình liên hệ nhé. Số điện thoại là 038 927 0063. Con này là làm được cả quy đấy, có cái quy máy phun thuốc trừ sâu là các bạn nào qua cái bộ cứ đấy mà qua cái bộ diốt qua bộ tụ mua mấy con tụ khoảng độ 2-3 nghìn mi đóng song song và để làm vào bình quy là tuyệt vời. Ai mua thì đến nhà số điện thoại là 038 927 0063 nhé.